Và trong ngày hôm nay thì Sài Gòn mình đã gửi cái kiến nghị khẩn lên Bộ Y tế xin được viện trợ 3.000 người, trong đó là 1.000 người là bác sĩ và 2.000 người là điều dưỡng. Bởi vì ngày thờ Tân Định buổi tối lên đèn Noel khá là đẹp. Bên phải ở đây các bạn ngồi ăn uống rất là vui các bạn ngồi ăn uống em không ở đây chạy bay tùm lum. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Đây là đường ray xe lửa cắt ngang con đường Hoàng Văn Thụ ngày hôm nay. Bên trái theo đường ray anh chị chạy về cầu Hang Trong, cầu Hang Ngoài, cầu Bắp. Con đường Hoàng Văn Thụ này năm xưa có tên là Võ Tánh, thưa anh chị, gia đình. Em đang chạy hướng Hoàng Văn Thụ này là chúng ta về ngã tư Phú Nhuận, đi chợ Bà Triệu, đi Hàng Xanh. Phía sau lưng của em thì chúng ta đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối an lành, thật là nhiều sức khỏe. Và bây giờ là 8:30 tối ngày 16 tháng 12 năm 2021, thưa anh chị. Em vừa mới chạy ở khu vực chợ Hạnh Thông Tây về trên con đường Quang Trung ngã năm Chuồng Chó về đây, và nhân tiện trên đường đi về nhà cũng muốn cập nhật một vài cái hình ảnh đơn Sài Gòn trên con đường Võ Duy Ngươi và trên con đường Phan Đình Phùng Phú Nhuận và con đường Hai Bà Trưng rồi đến của mặt anh chị. Bên cạnh đó thì em cũng chia sẻ một vài cái thông tin dịch bệnh của Sài Gòn mình ngày hôm nay. Bên mé tay phải của em ở đây là có con đường Trần Huy Liệu, thưa anh chị. Năm xưa có tên là Trương Tấn Bửu. Chúng ta chạy hướng về Trần Quang Diệu, hướng về đường Lê Văn Sĩ, Trương Minh Dạng năm xưa. Ở đây thì có một cái khu nhà cổ, khu chung cư ngay cái góc này, không biết anh chị có nhớ không. Ở bên mé tay trái của em thì chúng ta có con đường Đỗ Tấn Phong, chúng ta chạy về chợ ga, thưa anh chị. Đây chợ ga, đi ra cổng xe lửa số 10. Mời anh chị chúng ta cùng nhìn lại ngôi thánh đường rất là thân quen ở ngay vị trí này. Đó chính là nhà thờ Phú Nhuận. Em đang đứng phía trước nhà thờ Phú Nhuận luôn anh chị. Tuy nhiên thì chị ở trên chỉ có một cái hình chuông để đón Giáng sinh thôi, không có trang trí nhiều trong cái mùa năm nay. Rồi em mời anh chị chúng ta chạy xuống ngã tư Phú Nhuận và đi về con đường Phan Đình Phùng, ngày xưa có tên là Võ Duy Ngươi. Khu vực này bán xe máy nhiều lắm anh chị, xe máy cũ á, bán rồi mua luôn. Tối mấy chú đi mua ve chai, nhặt ve chai, giờ này vẫn còn làm việc. Và những cái cửa hàng xe máy ở đây người ta tối người ta đóng cửa cũng sớm nha anh chị. Bây giờ mới có 8:45 thôi. Chà, cũng gần 9 giờ rồi còn đâu. Bên phải em đây là con đường Trần Khắc Chân. Chúng ta đi về con đường Nguyễn Trọng Tuyển đó anh chị. Ngày xưa là Nguyễn Minh Chiếu. Và trên con đường Trần Khắc Chân thì chúng ta có ngôi chợ Lò Đúc. Em đang từ từ lăn bánh về khu vực ngã tư Phú Nhuận. Và ở đây thật là thân quen với cô bác anh chị. Có bác này đang đẩy xe đạp đi nhặt ve chai. Cuộc sống Sài Gòn bây giờ hoa lệ lắm anh chị, hoa cũng có, lệ cũng có. Bên trái em ở đây là thánh đường Cơ Đốc Phục Long, rất là
nhiều kỷ niệm và nó vẫn còn như ngày xưa. Anh chị. Còn đi thẳng thì chúng ta sẽ tới ngã tư Phú Nhuận đây. Với bên phải ở đây có cây xăng Petro Limax ngày hôm nay. Bên trái con đường Nguyễn Kiệm hướng đi lên ngã 6 Nguyễn Thái Sơn ngày hôm nay. Ngã ba Chú Ý năm xưa đó cũng có một cây xăng. Thưa anh chị, và khu vực phía trước là Việt Nam Tín Nghĩa. Đó, Việt Nam Tín Nghĩa. Ngân hàng, ngày nay nó là ngân hàng Việt Tin. Đi thẳng thì anh chị sẽ chạy về khu vực chợ Bà Chiểu thưa anh chị. Ở đây đang đèn đỏ, đúng ra là quẹo phải được nè, nhưng mà thôi, em đứng ở đây một chút xíu để anh chị nhìn ngắm vài cái hình ảnh ở ban đêm ở cái khu vực này. Đây thưa anh chị, cùng với đó thì em sẽ cập nhật đến cô bác anh chị trong buổi tối ngày hôm nay 16 tháng 12 năm 2021. Thì chúng ta Sài Gòn ghi nhận 1.175 ca, trong đó thì có tới 65 ca tử vong thưa anh chị. Còn Tây Ninh tự nhiên hôm nay bổ sung thêm 18.700 ca đó, dẫn đến Tây Ninh hôm nay công bố tới 19.724 ca tử vong, 19 ca. Và Cà Mau công bố 1.339 ca. Rồi những cái tỉnh thành khác đều là Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ có số ca tử vong lần lượt là Cần Thơ là 12 ca, Đồng Tháp 10 ca. Như vậy là anh chị có thể thấy các tỉnh miền Tây ngày hôm nay khá là căng thẳng, cũng như Sài Gòn mình những ngày gần đây từ khi mở phong tỏa cho tới bây giờ cũng toàn là những cái ca tử vong khá là cao, khá là cao thưa anh chị. Em mời anh chị chúng ta quẹo bên mé tay phải, đi con đường Phan Đình Phùng. Ồ, xe cứu thương chạy kìa. Đó, một ngày chúng ta vẫn còn tới 60 mấy ca tử vong anh chị, khá là cao. Và suốt từ khi chúng ta mở phong tỏa cho tới ngày hôm nay, số ca tử vong không giảm và còn có xu hướng tăng, có xu hướng tăng thưa anh chị. Và trong ngày hôm nay thì Sài Gòn mình đã gửi cái kiến nghị khẩn lên Bộ Y tế xin được viện trợ 3.000 người, trong đó là 1.000 người là bác sĩ và 2.000 người là điều dưỡng. Bởi vì gần đây cái số ca tử vong tăng rất là cao, có xu hướng tăng rất là cao. Và tính cả nước thì tính cho tới thời điểm này số ca tử vong chúng ta vượt trên 100%. Ghê không anh chị? Số ca tử vong chúng ta rất là cao. Đó, đây, em có một vài cái thông tin của cái tờ báo Zing. Em đang đứng ở trên con đường Phan Đình Phùng, Võ Duy Nguy năm xưa hướng về cầu Kiệu đây anh chị. Đó, tờ báo Zing hôm nay có đưa một cái bài như thế này: số ca tử vong vì Covid-19 tăng hơn 100% sau một tháng. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, so với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 186,4%, số ca tử vong tăng 102,6%, số ca nặng và nguy kịch là tới 62,2%. Và rất là nhiều cái biện pháp được đưa ra, trong đó có cái kiến nghị là chúng ta sẽ phải dừng đây. Kiến nghị là chúng ta sẽ dừng các cái hoạt động tập trung đông người, lễ hội như là nhà thờ, tôn giáo, khu vui chơi đó, không cần thiết. Đó là những cái kiến nghị đưa ra. Như vậy anh chị thấy là nếu cái tình hình mà vui chơi như thế này, những cái đêm ăn nhậu thả ga đó anh chị, thì nhiều khi chúng ta sẽ phải phong tỏa trở lại đó, hoặc là hạn chế các cái lễ hội coi như Noel với Tết là nghỉ luôn. Bên phải em đây là con đường Nguyễn Trọng Tuyển thưa anh chị, là con đường Nguyễn Minh Chiếu năm xưa. Ở khu vực Phú Nhuận này thì chúng ta có hai cái rạp, đó là rạp Cẩm Vân và rạp Văn Cầm. Rạp Văn Cầm ngày hôm nay thì nó là cái ngân hàng Việt Tin, còn cái rạp Cẩm Vân thì nó là cái trường cao đẳng kinh tế thì phải.
bên phải con đường Nguyễn Trọng Tuyển này anh chị sẽ đi về đường Lê Văn Sĩ, Trương Minh Ký, đoạn gần Lăng Cha Cả thưa anh chị. Đây có phụ tiếu Quảng Huê Viên này, mì Việt Tiềm em mới đi ngang qua đó. Rồi em mời anh chị chúng ta lang thang trên con đường Phan Đình Phùng này, chạy về hướng Hai Bà Trưng, rồi chúng ta băng qua cầu Kiệu, chúng ta đi Hai Bà Trưng về công trường Mê Linh. Hôm nay em thực hiện các clip này vào lúc 9 giờ kém 15 tối ngày 16 tháng 12. Chúng ta còn có mấy ngày nữa là chúng ta còn khoảng 9 ngày nữa là chúng ta tới Noel thưa anh chị. Phía trước đây là có con đường Huỳnh Văn Bánh anh chị ha, là Nguyễn Huỳnh Đức năm xưa. Còn bên trái của em ở đây cái tòa nhà Việt Tin đây này, đó là cái rạp Văn Cầm thưa anh chị. Đây có màu đỏ ở trên đó, rạp Văn Cầm thưa anh chị. Còn rạp Cẩm Vân thì phía sau lưng em rồi, nhưng mà rạp Cẩm Vân thì một thời gian sau thì nghỉ, không có hoạt động nữa. Đang đèn xanh mà sao chạy dữ vậy, chết luôn. Con đường Huỳnh Văn Bánh vào phải, chúng ta đi về khu vực đường Đặng Văn Nữ, rất là đường Quang Tiên. Còn cái nhà sách Phú Nhuận bên phải của em đây, ngày trước là cái đình Phú Nhuận đó anh chị, sau năm 75 vẫn còn hoạt động ha, nhưng mà bây giờ thì thành nhà sách Pha Sa đây anh chị ha. Đó, nhà sách Pha Sa, các cái khu đình, các cái rạp chiếu phim thì sau này nó thành nhà sách Pha Sa cả thôi. Khu vực này bán đèn trang trí lung linh lấp lánh đó. Phú Nhuận về đêm, không biết anh chị có cảm xúc như thế nào. Em đang chuẩn bị chạy ngang chợ Phú Nhuận thưa anh chị. Mấy ngày hôm nay thì em cứ thấy các cái quán cà phê, các quán nhậu buổi tối rất là đông, và có đôi khi mình cảm thấy lo lo. Như vậy là hôm nay thì chúng ta cũng đã xin được chi viện tới 3.000 người đó anh chị, không phải là một con số ít đâu. Bên phải em ở đây có một quán nước mía ngay bên chợ ha, ngày hôm nay vẫn còn nè, chợ Phú Nhuận đây thưa anh chị. Về đêm đóng sạp hết rồi chợ Phú Nhuận. Em đang mời anh chị đi lên cầu Kiệu qua con đường Hai Bà Trưng. Hôm nay thì chúng ta đã xin chi viện và có cái đề xuất là sẽ hạn chế tụ tập, hạn chế lễ hội, quán ăn, các hoạt động không thiết yếu. Anh chị thấy là cái điều mà chúng ta lo lắng nó chớm chớm rồi đó, có thể là nó sẽ tới, không chừng. Nhưng mà có điều cái này là một cái thông tin báo chí đưa hẳn hoi thưa anh chị, em chỉ cập nhật lại thôi. Và đây là những cái thông tin khá là nhạy cảm, cho nên là em cũng không dám mà nói lung tung đâu. Báo chí đưa tin như thế, số ca tử vong có xu hướng tăng khá cao, và đề xuất một số cái ý kiến, có một số ý kiến đề xuất là hạn chế tụ tập đông người, các cái hoạt động tôn giáo lễ hội. Trong cái bối cảnh mà Sài Gòn mình chuẩn bị vào cái đoạn Noel cuối năm Tết Tây, em đang lo là qua tuần sau, với cái việc mà tụ tập ăn nhậu những cái ngày cuối tuần đông như thế, thì có đôi khi gần tới Noel, cho nên là nhà nước mình sẽ hạn chế tụ tập để không có phải lây nhiễm đó. Đặc biệt là ngày hôm nay cái biến thể Omicron thì nó rất là nguy hiểm, ở cái chỗ là nó lây nhiễm khá nhanh, tàn sát luôn. Rồi em đang đi lên cầu Kiệu thưa anh chị, hướng về nhà thờ Tân Định và chợ Tân Định. Trên cầu có rất là nhiều người tối ra đây ngồi. Cầu Kiệu này với cái ánh đèn nó hơi giống cầu Lê Văn Sĩ ngày hôm nay anh chị ha, cầu Trương Minh Giảng đó. Và em đặt bánh xe ở đây, là đặt bánh xe chứ kêu mà đặt chân lên đây thì kỳ. Đặt bánh xe lên con đường Hai Bà Trưng, với ngã ba phía trước là
con đường Lý Chính Thắng, năm xưa là Yên Đổ thưa anh chị. Em mời anh chị chúng ta dạo tiếp tục trên con đường Hai Bà Trưng này về ban đêm hướng về công trường Mê Linh. Hy vọng về ngày sắp tới thì chúng ta hạn chế tốt nhất có thể những cái quán nhậu, quán ăn. Bên trái em ở đây là con đường Trần Quang Khải thưa anh chị, chạy về khu vực cầu Bon. Ta mà không hạn chế tối đa những quán nhậu, quán ăn thì hơi bị mệt. Đây, mỗi xã ngay Trần Quang Khải ha. Chết bên trái có con đường Nguyễn Văn Nguyễn, này xưa đó là Nguyễn Hữu Cảnh thưa anh chị. Ở phố xá Tân Định về đêm khá là đẹp. Tuy nhiên bây giờ thì cũng gần 9 giờ tối rồi, chỉ còn những cái hình ảnh các cô đạp xe đạp như thế này. Ở đây thì khu vực bán thuốc tây, đây là những cái hình ảnh Sài Gòn hoa lệ anh chị. Hoa đó, mấy anh có xe mô tô là hoa, còn các cô đạp xe đạp đi mua ve chai như thế này thì là làm lễ thôi. Bên phải em là con đường Nguyễn Văn Mai, chạy về hình Tịnh Của đó anh chị. Ở đây thì em sẽ đi ngang nhà thờ Tân Định và chợ Tân Định bên tay trái, có đi ngang rạp Kinh Thành cái này anh chị đó. Rạp Kinh Thành ngày xưa bây giờ cũng là cái nhà sách Bahasa. Ở trong cái clip này thì em muốn anh chị, muốn mời anh chị cập nhật vài cái hình ảnh về đêm ở hai con đường Phan Đình Phùng và Hai Bà Trưng thôi. Còn các cái dấu ấn kỷ niệm xưa thì em cũng thường xuyên đi về đây. Ở đây là con đường Nguyễn Đình Chiểu bên mé tay phải của em cũ nè, ngày hôm nay nó là Trần Quốc Quảng thưa anh chị. Chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ chạy về đường Trần Quốc Hạo, ngày xưa là Phương Minh Giảng đó, đoạn giao với con đường Võ Thị Sáu, Tiền Vương. Bên trái của em ở đây có một quán cơm Dì Tám thưa anh chị, ngay phía trước chợ Tân Định này, khá là đông ha. Dì Tám ha. Và sát bên thì có Singapore gì, quán cháo ếch Singapore. Nhưng mà cháo ếch Singapore không biết tối nay có mở. Đây là một số cái quán tối tối các bạn đi mua ăn cũng rất là đông anh chị. Ngay đèn xanh đèn đỏ này chúng ta có thể thấy này ha, ngồi vui chơi ăn uống. Bên trái của em ở đây là con đường Nguyễn Hữu Cầu, khi xưa có tên là Trần Văn Thạch. Đi về khu vực đường Trần Quang Khải thưa anh chị. Còn các bạn trẻ ở đây ngày hôm nay mua đồ ăn vặt ở khu vực Tân Định này rất là nhiều ha. Đây có há cạo này, cháo sườn này, xôi, xôi gà, và những cái quán bán đồ trang trí Noel ngày hôm nay lên đèn, buôn bán nhộn nhịp. Noel Tân Định năm nay buồn thưa anh chị. Ở bên mé tay phải của em ở đây là trường Thiên Phước. Ngày nay đó là đường Hai Bà Trưng thưa anh chị. Nhà thờ Tân Định lên đèn rồi anh chị nè. Nhà thờ Tân Định lên đèn. Ô, khá đẹp. Khoảng chừng 20-21 là chắc là khá là nhộn nhịp rồi. Thôi em quay qua đường, em đi qua đường.
mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh của nhà thờ Tam Tịnh đêm hôm nay. Có mấy chiếc xe đạp đi thuê ngày hôm nay đó anh chị, 10.000 là 60 phút đó. Chú đang đứng tè ngay cái ống cống. Trời xấu em sao kỳ lắm anh chị. Biết nhà thờ Tam Tịnh luôn. Số em sao cứ đụng hoài. Mệt thiệt anh chị. Cô bác anh chị có nghe tiếng chuông nhà thờ Tam Tịnh không? Tiếng giờ đồng hồ 9 giờ tối nè. Wow, nhà thờ Tam Tịnh lên đèn năm nay cũng khá là đẹp anh chị. Tiếng chuông. Ây da. Em đứng ở đây để anh chị nhìn thấy cho nó rõ ha. Nhà thờ Tam Tịnh buổi tối lên đèn Noel khá là đẹp. Lung linh lung linh. Trường Thiên Phước đó anh chị. Tối lên đèn đẹp lắm chứ. Để hôm nào nhà thờ Tam Tịnh mở cửa hẳn luôn. Chứ bây giờ có chú bảo vệ chú đang đứng canh cái cổng đó anh chị. Chú không cho vô đâu. Đó. Hôm nào nhà thờ Tam Tịnh mở cửa hẳn hoi được vào thăm, em sẽ mời anh chị cùng với em chúng ta ghé về. Chúng ta cập nhật tình hình đi bộ ban đêm, khu vực này rất là đẹp. Bây giờ em mời anh chị chúng ta quẹo bên mé tay trái, em đi ngược về công trường Mê Linh. Như em mới chia sẻ đến cô bác anh chị đó, cái số của em á, số khổ hay sao á, không biết như thế nào mà cứ phải gặp phải những cái cảnh gặp phải những cái cảnh bệnh tiểu đường không à. Khổ thiệt. Tiếp tục em mời cô bác anh chị chúng ta đi trọn vẹn con đường Hai Bà Trưng này luôn, với những cái hình ảnh lung linh của nhà thờ Tam Tịnh lên đèn đón Noel. Em lại nghĩ tới những cái đề xuất ngưng tất cả các cái hoạt động sự kiện tôn giáo lễ hội. Không biết có khi nào tới chuẩn bị tới qua tuần Noel năm nay chúng ta bị dính cái vụ này hay không. Đây là con đường Võ Thị Sáu thưa anh chị, năm xưa có tên là Hiền Vương. Chúng ta quẹo phải về công trường Dân Chủ và em đang băng qua cái ngã tư này. Bên trái có công viên Lê Văn Tám ngày hôm nay, ngày xưa là nghĩa trang Mạc Đình Chi hay còn gọi là đất Thánh Tây đó. Mời anh chị cùng lang thang với em hướng này, chúng ta đi về công trường Mê Linh trên con đường Hai Bà Trưng. Tối rồi có đôi khi cũng nhấp nhộm muốn về nhà. Đi lang thang theo hướng này là cũng chạy về nhà em luôn đó anh chị. Hy vọng các clip này cập nhật đến cô bác anh chị một vài cái thông tin về Sài Gòn, cũng như là chúng ta nhìn thấy những cái ánh đèn lung linh của nhà thờ Tam Tịnh hay là những cái con đường quen thuộc như thế này.
một thời cô bác anh chị đã từng lang thang trên những cái con phố. Ở phía trước anh chị đây là ngã tư giữa con đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng. Ngày hôm nay con đường Điện Biên Phủ năm xưa có tên là Phan Thanh Giản thưa anh chị, và chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ đi về ngã tư Hàng Xanh. Sáng ngày hôm qua thì coi như toàn thể là công an của Sài Gòn và cả nước làm một cái buổi lễ ra quân để mà đi truy quét các cái băng đảng cướp giật ở Sài Gòn. Tuy nhiên thì cướp giật thì ít thôi, nhưng mà phạt an toàn giao thông nhiều lắm đó anh chị, nên chúng ta đi đường chúng ta phải đi cho đúng một tí, cẩn thận, không là chúng ta ăn cái biên bản mất mớ tiền. Em qua khỏi ngã tư con đường Phan Thanh Giản và con đường Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ đó anh chị. Ở đây thì bên tay trái của em thì thuộc phường Đa Cao, còn Đa Cao quận nhất anh chị, còn bên tay phải của em là thuộc phường 6 quận 3. Bên phải em ở đây ngày trước là cái Sài Gòn Square trên Hai Bà Trưng này. Về sau thì Novaland Gallery đó, và bây giờ thì bỏ trống rồi. Đêm ở đây tối thui, nguyên cái mặt tiền rộng lớn, giá đắt đỏ. Và bên mé tay trái của em có con đường Nguyễn Văn Thụ thưa anh chị. Ngày xưa là Tự Đức, chúng ta chạy về kênh Thị Nghè ha, Như Lộc Thị Nghè. Wow, con đường Hai Bà Trưng tối hôm nay có vẻ cũng lành lạnh anh chị, hơi hoang vắng một tí, vắng vẻ một tí. Mặc dù chúng ta đang tới những cái ngày cuối tuần, có lẽ ngày mai sẽ đông hơn. Bên phải của em ở đây là Đại sứ quán Trung Quốc, tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Có một cái quán cà phê hay là nhậu nhẹt ở đây, quán nhậu thưa anh chị, quán nhậu John, Warning Zone, Warning Zone 173. Lúc trước cũng ế ẩm một thời, không có ai thuê. Bây giờ thì ngon lành cành đào rồi. Còn có những cái bãi giữ xe đất trống như thế này, nhộn nhịp quá trời. Con đường phía trước đây là ngã tư giữa con đường Hai Bà Trưng và con đường Nguyễn Đình Chiểu thưa anh chị. Nguyễn Đình Chiểu năm xưa có tên là Phan Đình Phùng. Anh chị có thể thấy xe ở bên tay phải của em cho quán nhậu rất là nhiều. Lại thêm lo những cái ngày sắp tới, và theo những cái dự đoán phân tích của những chuyên gia thì em thấy hình như là chúng ta có thể sẽ phải đón cái đợt dịch thứ năm bùng phát, có cái nguy cơ. Anh chị có thể thấy là với cái tình hình vui chơi ăn uống ngày hôm nay thì có thể là chúng ta sẽ phải đón cái đợt dịch thứ năm đó anh chị. Phía bên trên có một cái quán, không biết là anh chị có thấy không? Đây đây anh chị, cái quán đèn sáng sáng trên trời bên phải của em đó. Một cái quán nhậu ở trên không, và người ta đang còn hát hò, rồi gọi là la lối gì đó, la lối hát hò gì ở trên đó rất là lớn thưa anh chị, em có thể nghe được luôn. Em mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lang thang với em ở con đường này, chúng ta chạy về công trường Mê Linh. Đó, không biết anh chị có nghe thấy không, em chạy tới đó xem sao. Ở đây là hình như con đường Trần Cao Vân thưa anh chị. Trần Cao Vân bên phải về hồ Con Rùa. Đúng rồi, ở trên có một cái quán nhậu, người ta đang hát hò sùm. Ngã tư Trần Cao Vân với Hai Bà Trưng.
bên phải là về hồ Con Rùa thưa anh chị, còn đi thẳng thì chúng ta sẽ đi về công trường Mê Linh. Bây giờ hồ Con Rùa có lẽ cũng rất là đông. Anh chị có nghe tiếng hát hò sùm ở trên không? Trên lầu đó, những cái khu vực đó bây giờ lên chắc là hú hồn luôn anh chị. Rất là nhiều người tụ tập ăn chơi. Và cái chuyện chúng ta sẽ phải phong tỏa một vài cái hoạt động sản xuất kinh doanh, lễ hội tôn giáo là cái chuyện bình thường. Đây là những cái hình ảnh của những cái hàng quán không ai thuê. Tối tối thì anh chị dễ dàng nghe những cái tiếng bô kéo như thế. Xe thật sự ra người ta cho mấy số là người ta chạy đúng luật lắm anh chị. Cho khoảng chừng 6 số là chúng ta đề ba 6 số chạy hết ga hết số thôi. Cái đó người ta gọi là cho nhiều chạy với nhiều anh chị. Bên mé tay trái của em đây là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngày xưa là Hồng Thập Tự để chúng ta chạy về Thị Nghè. Và bên tay phải thì dòng xe chạy về từ ở ngã 6 Cộng Hòa thưa anh chị, ngay chỗ con đường Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ đó. Tối tối thì những cặp đôi yêu nhau, các bạn trẻ đi chơi rất là nhộn nhịp. Và đây là những cái rào trắng nó đang nằm sẵn ở đây, và chỉ cần có lệnh một cái thôi là nó giăng ngang đường. Rào trắng giăng ngang đường thưa anh chị. Ở bên phải của em ở đây thì có một quán beer club. Lên đèn, có phía trước là các cái rào trắng, còn sau là các cái beer club. Em mời anh chị chúng ta đi thẳng về công trường Mê Linh. Ngày hôm nay thì các cái quán bar, quán nhậu, các cái beer club như thế này thì chưa có được hoạt động đâu. Nếu mà được hoạt động thì có cái quyết định hẳn hoi, báo chí đưa tin, nhưng mà em thấy chưa có. Tuy nhiên thì rất là nhiều người, rất là nhiều quán đã mở rồi anh chị. Ở bên mé tay trái của em ở đây là Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Con đường ở đây là con đường Nguyễn Văn Chiêm đi về đường Phạm Ngọc Thạch, năm xưa là Duy Tân đó anh chị. Bên tay phải của em một con đường, đoạn này rất là tối. Ngay ở đây thì chúng ta đến cái ngã tư rất là thân quen rồi, con đường Lê Duẩn và con đường Hai Bà Trưng. Con đường Lê Duẩn ngày xưa có tên là Thống Nhất. Bên phải anh chị quẹo chạy về, chúng ta về nhà thờ Đức Bà, về Dinh Độc Lập. Bên trái chúng ta đi về Thảo Cầm Viên. Ở đây anh chị có thể thấy, không biết anh chị có thấy hay không, một cái khách sạn người ta trang trí em plaza, trang trí Giáng sinh rất là đẹp. Tí nữa qua bên kia em mời anh chị cùng cập nhật một vài cái hình ảnh ở cái khách sạn bên mái tay trái của em. Lên thôi. Đây anh chị có thể thấy ở dưới là Xin Han Băng. Trang trí này ở đây cũng rất đẹp. Những cái dây đèn người ta thả dọc theo những cái cây trên con đường Hai Bà Trưng. Rồi bây giờ thì em mời anh chị chúng ta chạy về công trường Mê Linh. Bên trái đẹp quá anh chị. Bên phải thì người ta đang đào bới, các cái xe đang đào bới ở con đường sách Nguyễn Văn Bình. Nó đang đào bới. Còn bên trái thì khu vực khách sạn Intercontinental. Em xin lỗi anh chị nha, tiếng Anh của em thì tiếng có tiếng không,
các bạn thường nói vui là tiếng Anh như gió, tiếng có, tiếng không. Đây là phía sau bưu điện, bưu điện trung tâm Sài Gòn. Thưa anh chị, ở đây người ta đang làm lại các cái vỉa hè, lát đá, lát gạch lại đây anh chị nè. Và ngay chỗ này thì là con đường Nguyễn Du với rất là nhiều cái kỷ niệm, đặc biệt là ngôi trường La Santobe. Ngày xưa là, ngày nay là trường chuyên Trần Đại Nghĩa anh chị. Chúng ta chỉ còn có chút xíu nữa là chạy về công trường Mê Linh rồi. Em mời cô bác anh chị băng qua cái ngã tư con đường Nguyễn Du và con đường Hai Bà Trưng này. Ban đêm Sài Gòn đi dạo như thế này cũng rất là thú vị thưa anh chị. Chúng ta nhìn một vài cái hình ảnh vào ban đêm lên lên đèn thì nó rất là đẹp, lung linh, thú vị. Bên cạnh đó thì buổi tối cuối ngày chúng ta có những cái thông tin nó chuẩn xác hơn một tí, kịp thời hơn về tình hình dịch bệnh, thông tin. Ở đây thì chúng ta đụng ngã tư con đường Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng. Con đường Lý Tự Trọng này ngày xưa có tên là Gia Long đó anh chị. Bên trái thì anh chị sẽ đi về đường Tôn Đức Thắng, năm xưa là trường để. Hy vọng những cái hình ảnh này gợi nhớ một vài những cái kỷ niệm nào đó để anh chị nhớ về, và đặc biệt là trong cái bối cảnh này chúng ta khó có về Sài Gòn để mà đón Tết. Cho dù như thế nào thì em nghĩ rất là khó về Sài Gòn để đón Tết thưa anh chị, với giá vé máy bay, với những cái điều kiện. Ở đây là con đường Lê Thánh Tôn. Bên máy tay phải anh chị sẽ chạy về tòa Đô Chánh. Bên phải ở đây các bạn ngồi ăn uống rất là vui. Các bạn ngồi ăn uống F0 ở đây chạy bay tùm lum. Tới lúc này thì nhộn nhịp và đẹp anh chị. Bên phải chúng ta có nhà hát lớn, phía sau nhà hát lớn đây chạy ra phía trước là con đường Đồng Khởi, ngày xưa là Tự Do. Em đang mời anh chị chúng ta cứ từ từ chạy về công trường Mê Linh, và có thể là tối mai, tối mốt gì đó em sẽ mời anh chị đi dạo phố đi bộ bằng một cái cách nào đó, anh chị có thể là đi bộ. Nhiều khi chúng ta vui chơi mãi mê hết, nhiều khi chúng ta quên á, im ỉm một thời gian, quên tự nhiên cái đùng một cái số ca nhiễm tăng cao, số ca tử vong tăng cao là chúng ta bắt buộc phải phong tỏa trở lại thưa anh chị. Em rất là sợ bà con Sài Gòn mình quên á, chơi quá mà vui chơi quá ban đêm quên thưa anh chị, không có nhớ nữa. Ở đây là con đường Đông Du, ngày xưa hình như có tên là Thái Lập Thạch thì phải. Em mời anh chị chúng ta chạy một đoạn nữa tới công trường Mê Linh, ngay tượng Đức Thánh Trần. Bên phải em có con đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Văn Thinh ngày xưa. Bên phải thì chúng ta đi qua con đường Đồng Khởi anh chị, và đi qua phố đi bộ luôn. Đồng Khởi ngày xưa có tên là Tự Do, còn ngay cái vị trí này công trường Mê Linh. Bên phải em là tòa nhà Vietcombank. Bọc bọc cái bụng binh thì chúng ta đi ra con đường bến Bạch Đằng. Trời bọc quá trời. Bọc bụng binh chúng ta đi ra đường bến Bạch Đằng ngày
hôm nay, ngày xưa là ngày hôm nay là Tôn Đức Thắng đấy anh chị, là Thạch Đằng năm xưa. Và ở bên trái đây thì chúng ta có Bộ Tư lệnh Hải quân theo cái hướng này. Bên phải thì chúng ta có tòa nhà Vietcombank và tòa nhà Hilton Sài Gòn, khách sạn Hilton Sài Gòn trên cao đây anh chị. Chúng ta có thể nhìn một vài cái hình ảnh ở đây ha. Đó, đó, tòa nhà Vietcom và tòa nhà Hilton Sài Gòn. Em quẹo hướng này chúng ta đi ra đường bến Bạch Đằng Tôn Đức Thắng ngày hôm nay, hướng đi về cầu Khánh Hội. Và ngay cái vị trí này thì em cũng xin được tạm dừng các clip ở đây cho anh chị. Hôm nay đi dạo từ Phú Nhuận qua quận Nhất, chạy trên con đường Phan Đình Phùng và con đường Hai Bà Trưng như thế này thì em nghĩ là cũng đủ để cô bác anh chị cập nhật một vài cái hình ảnh kỷ niệm xưa ngày hôm nay trong cái mùa Giáng sinh sắp tới. Và hy vọng những cái ngày sắp tới chúng ta không có phải nghe những cái tin dữ như là đóng cửa bớt, phong tỏa bớt, không có tổ chức lễ hội. Bởi vì hiện tại ngày hôm nay thì các ngôi thánh đường vẫn được cử hành thánh lễ thưa anh chị, đảm bảo 5K, không đứng gần nhau quá thôi, vẫn được cử hành thánh lễ. Nhưng mà với cái tình hình mà như thế này, ca nhiễm tăng, ca tử vong tăng thì có thể chúng ta sẽ phải dừng bớt thì rất là buồn. Thôi em xin hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.